Thưa quý vị, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Do Thái đứng đằng sau tình hình Ai Cập, tính từ Ankara. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông ta tin tưởng Do Thái đã đứng đằng sau lưng của việc quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Thủ tướng Erdogan là người mạnh mẽ chống lại việc lật đổ Tổng thống Morsi, nói với đảng viên của đảng AK rằng ông ta lo ngại các chế độ độc tài sẽ đâm rễ nếu các nước Tây phương không còn tôn trọng kết quả của các cuộc bầu cử. Quân đội Ai Cập đã đàn áp người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi trong tuần trước, làm ít nhất 900 người chết. Thủ tướng Erdogan nói rằng Do Thái đã đứng phía sau tình hình Ai Cập, bởi vì trước cuộc bầu cử trong năm 2011, trong một cuộc họp ở Pháp, một bộ trưởng tư pháp và cũng là một trí thức Pháp gốc Do Thái nói rằng cho dù huynh đệ Hồi giáo thắng cử, họ cũng không chiến thắng, bởi vì dân chủ không phải là thùng phiếu. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo cấp tỉnh của đảng AK đã được đài TRT phát sóng trực tiếp. Liên hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái đã căng thẳng trong các năm qua và xuống mức thấp nhất sau khi Do Thái tấn công chiếc tàu nhân đạo Mavi Marama, mở chở đồ cứu trợ cho người dân Gaza, bị Do Thái bao vây. Trong đầu năm nay, Thủ tướng Erdogan đã gọi chủ nghĩa Do Thái là tội ác chống nhân loại. Ít nhất hai viên chức cao cấp của đảng AK đã tố cáo Do Thái đã có liên hệ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5 và tháng 6. Thủ tướng Erdogan nói thêm rằng, Tây phương phải nắm bắt và học lại định nghĩa dân chủ, không thể mâu thuẫn trong định nghĩa dân chủ. Những mâu thuẫn này sẽ đưa tới những chế độ độc tài. Ở Ai Cập, phát ngôn của một đảng thân huynh đệ Hồi giáo nói rằng, số người chết từ ngày 3 tháng 7 tới nay là khoảng 1.400 người.